Đến giờ vẫn chưa bắt được con nào nặng 2 kg, nhưng ít nhất đều 1 cân. Đừng vội, từ từ chút, để tôi xem có vào được không. Ồ, tôi mò được rồi, nhất định không dưới 1 cân. Ôi, nó nặng quá đi. Tôi nghĩ nó được 1,5 cân đó. Ai ra, đừng có chạy. Ôi, tim tôi không thể nghỉ ngơi được chút nào. Bạn làm tôi sợ. Con lươn này to nên nó khỏe quá. Tôi sợ bóp nó mạnh quá. Đúng rồi, đúng rồi. Con này to và đẹp quá. À, thật sự quá hay. Quá, sắp đầy thùng rồi. 800 tệ hôm nay quá tuyệt vời. Cái này to quá. Mau lại đây xem. Kiểm tra xem có chuyển động gì không. Có rất nhiều chuyển động. Cái hang này chắc chắn là lươn 2 cân. Ông chủ bắt được một con, hôm nay lại bắt được một con khác 2 cân. Quá mà tôi chạm vào nó rồi. Cái này. Ôi ôi, cái đuôi nó ra ngoài rồi. Nó nhảy lên nên không bắt được. May mắn nó không biết chạy hướng nào. Lươn biết bay, ha ha ha. Đúng là cái áo ăn vịt, ha ha ha. Ông chủ nói không bắt được con lươn 2 cân, bảo chúng ta cứ vui vẻ chút. Ha ha ha, nhưng tôi bắt được rồi. Tôi vui mừng đến rơi nước mắt, ha ha ha. Tôi không tin, đây lại là một cái ăn vịt nữa. Đây là hang lươn, không phải là vũng nước. Bạn đã bao giờ thấy một hang lươn to như vậy chưa? Dài quá đi. Âm thanh của cơ bắp khắp cơ thể. Ôi trời. À, bắt được rồi. Tùy tiện bắt một con đều được 1 cân. Nào lại đây. Đáng kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Không nhét vào được nữa. Đây một thùng. Không đủ. Thật thú vị. Tuyệt vời. Ôi, ha, 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 ha. Đừng vội, đừng vội. Nó đang di chuyển à? Rất mạnh mẽ. À, con lươn này không bỏ được. Không thể vội vàng. Có thể bên này có một cái hàng nữa. Không bỏ được. Có lẽ chúng ta dọa nó chạy mất rồi. Tôi chạm vào đuôi nó rồi. Chạm vào rồi. Lại chạm vào đuôi. Ôi, lớn quá. Tôi nhớ lần cuối cùng chạm vào miệng là con 1,5 cân. Wow, nhìn này, nó không lớn đâu. Không to, không được 1,5 cân. Nhưng được 1,4 cân. Wow, tôi chú ơi. Hôm nay bạn cảm thấy thế nào khi mang một cái xô? Tôi hiểu tại sao bạn đổ mồ hôi nhiều như vậy. Hơi yếu và tôi muốn tập thể dục nhiều hơn. Hôm nay bạn có cảm thấy yếu đuối không? Ha ha ha, vâng, vâng, vâng. Ôi, thật không thể tin được. Đó là con 2 cân. Con này nặng 2 cân phải không? Tôi đã giảm được 1 cân khi đi bộ ở đây. Nó đang muốn chạy. Đến rồi. Tôi đã chạm vào nó ở dưới đó. Tôi vẫn chạm vào miệng nó. Vẫn chạm vào miệng. Mấy con chạm vào miệng đều nặng. Điều quan trọng là nó nặng hơn 1 cân. Vâng. Tôi không thể bắt được đầu của nó. Nó cũng không thể di chuyển xuống. Ôi. Tiểu Vũ lại đây. Giúp tôi mở lớp trên cùng. Tôi sẽ cắn nó lại. Chặn được rồi. Không to hay nó to? To hay là không to? Hôm nay tôi đã bị tê liệt bởi một chuyện lớn. 1 cân vẫn không đủ to hay sao? Hay lắm. Tôi rất vui. Hơn 60 cân. Sau này chúng ta hãy đổi thùng đi. Cái thùng này không được. Quá bé. Tôi không thể nhét vào được. Hôm nay tôi thật sự không nhấc nổi cái thùng này. Thùng nhỏ quá. Xem 800 tệ hôm nay của chúng ta. Rất đầy. Tôi bắt được ít nhất 10 con nặng hơn 1 cân. Hôm nay thu hoạch thật lớn. Có phải lát nữa chúng ta sẽ đi qua nhà kho của ông chủ. Anh ấy nhìn thấy và sẽ không vui. Nhưng đó là công việc của chúng ta. Công việc khó khăn này cũng là tiền phải không? Đi thôi, quay về thôi nào.